Xin chào anh chị ạ, hôm nay chia sẻ tới anh chị về là số năm mệnh dương lịch ngày 19/9/1998, âm lịch 29/7 năm Mậu Dần, sinh vào giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ sáng. Năm xem 2023, năm Quý Mão 26 tuổi, 26 tuổi đang nằm trong đại vận ở cung Phúc Đức từ 26 tới 35 tuổi, thì về cơ bản đại vận này tốt về công danh, tốt về tài lộc. Gia đạo thì hơi lục đục một chút nhẹ thôi. Là số này thân cư Phúc Đức có Long Đức thì về cơ bản nhường nhịn một chút thì là gia đạo nó sẽ yên ấm. Tử sát như thế này với vợ khá là đảm đang, thất sát có một chút khác, cô quả có một chút khác. Sát đi với cô quả lộc tồn thì muộn vợ một chút nó sẽ đốt hơn, nó sẽ tốt hơn. Và cái đại vận này phá quân cô quả thì nó hơi bất lợi. Đấy, đối với người con trai thì công danh tài lộc lấy làm đầu. Thế nên là cô quả thì mức độ của nó nhẹ thôi. Tiếp theo là số này đào hồng hỷ nhá, đào hồng hỷ. Đào hồng hỷ đẹp trai này, có tài này, thông minh này, hào hoa phong nhã này, lắm chị em yêu nhiều, chị em thích này. Thế nên là nguy cơ có người thứ ba xen ngang. Đấy, vậy nên cái tình duyên gia đạo lục đục sẽ chủ yếu do lá số này. Đấy, Long Đức này, vừa nhường nhịn một chút này, kiềm chế một chút nó sẽ tốt hơn. Không có thì nguy cơ ở cung tài bạch có gì? Có bộ hình, bộ phục, bộ đào, bộ tướng quân rất dễ bị gái lừa ha. Gọi là gì nhỉ? Ải mỹ nhân, khó khó thoát. Mệnh khôi của Việt, tọa quý hương quý, công danh tốt, học hành tốt, giỏi giang. Rồi tiếp theo Mậu Dần Dương, tuổi Dương, Dương Nam, mệnh đóng tại cung âm, âm dương nghịch lý, không vấn đề gì cả. Đấy, mệnh tài quan cơ bản sáng, cung thiên di như này đẹp, không xấu gì cả. Mệnh cục gì? Cục 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 hỏa, mệnh thổ, cục mệnh tương sinh, cung thiên di là sát phá liêm tham khôi Việt. Có lộc có quyền, giáp quang, giáp quý, giáp thai, giáp tọa, giáp âm, giáp dương sáng, hội xương khúc, hội song lộc, hội khôi Việt, nói chung là ra ngoài quý nhân nâng đỡ trợ giúp rất là cát lành. Nhưng mà liên quan đến nữ nhân thì hết sức cẩn thận. Cung tài bạch gì? Lá số này có đào hồng hoa, đào hồng hỷ. Đào hồng hỷ lại đi phục binh ở cung tài bạch nhá. Tiếp theo là cung nô bộc có thái âm này, hình ảnh người con gái đi với địa kiếp, đi với điếu khách, đi với sao thai. Thái âm đi với địa kiếp, đi với điếu khách, đi với sao thai, thế nên rất dễ bị họa về tình ái, thế nên là cẩn trọng một chút thôi thì gia đạo nó sẽ tốt hơn và tránh cho bản thân mình những cái không hay xảy ra liên quan đến tình yêu, tình ái. Rồi, thân cư Phúc Đức. Thân cư Phúc Đức như thế này tốt, tốt về mặt công danh, tốt về mặt tài lộc. Đó, tổ hợp lá số này, nhưng mà về gia đạo thì nói chung tùy bạn lựa chọn thôi. Phá quân đi với cô quả này nó hơi bất lợi một chút, nhưng bất lợi sẽ do lá số này. Bất lợi do lá số này, đào hoa, khá là đào hoa. Cung phu thêu có cô quả có thất sát thì lập gia đình muộn một chút, trễ một chút nó sẽ tốt hơn, nhưng mà sợ là năm nay sẽ cưới này. Đấy, năm nay là tiểu hạn năm Mão của cung phu thê. Lưu niên 26 tuổi có sao liêm trinh, cũng là sao đào hoa, có đào hồng chiếu về. Mệnh cách này đào hồng hỷ, nói chung là lúc nào cũng có thể lấy vợ được. Rất đào hoa, tài năng, giỏi giang. Tiếp theo mời anh chị vào cung mệnh đi. Mệnh Mệnh có khôi có Việt, tọa quý hướng quý. Tọa quý hướng quý, học hành giỏi giang, văn chương chữ nghĩa hơn đời. Con người khôi ngô tuấn tú đẹp trai hào hoa phong nhã, đó là đào hồng hỷ, đó tướng phủ triều viên, đó là khôi Việt. Khôi Việt thì thường là quan trưởng, không phải trưởng thì sau này thay trưởng lo toàn gánh vác những cái việc lớn. Mệnh vô chính diệu thì nó chủ về gì? Khôn ngoan, sắc sảo, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, học một biết 10. Đấy là tổ hợp mệnh vô chính diệu, thiên hỷ, hay nói hay cười, giao tế giao tiếp tốt, miệng cười là có duyên, thế nên rất được các chị em yêu, nhiều chị em thích. Thai phụ phong cáo đi khôi Việt lại tăng thêm một cái bước nữa là chủ về bằng cấp tốt, thanh long, người đẹp, phương phi, tú khí, may mắn, cát lành. Nguyệt Đức nó chủ về may mắn, suy suy đi với diêu thì bé sức khỏe nó không được tốt cho lắm, nhưng mà mức độ của nó nhẹ. Tổ hợp khôi Việt đi với thanh long, nói chung là quý tinh, cát tinh, hội về nó rất nhiều. Rồi mệnh vô chính diệu, tam phương tứ chính là tướng phủ triều viên, hội vũ thao, cách cục cũng khá là đẹp. Thế nên là công danh tại tuy là âm dương nghịch lý, nhưng mà công danh tài lộc nó vẫn vượng. Chỉ có mỗi cái là gì? Chỉ có mỗi cái là không nên làm chủ thôi, mệnh vô chính diệu. Đôi khi là không quyết đoán, làm cho người thì dễ mà làm cho mình thì hơi khó. Thêm nữa thì mệnh này giáp long giáp phượng, giáp long giáp phượng mấy hai trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh. Mệnh cách là khôi là Việt, tọa quý hương quý. Mệnh cách là đào hồng hỷ, tam minh hiển đạt. Mệnh cách là thai phụ phong cáo, nó chủ về bằng cấp, cung thiên di có vũ khúc đi với hoa lộc rất đẹp, lợi về mặt tiền tài, lợi về mặt công danh. Chủ yếu lợi về mặt tiền tài là cung quan lộc có sao thiên phủ đắc địa, nó kho khố, nó rất hợp mệnh thổ của lá số này. Đấy, cái đẹp về công danh, cái đẹp về tài lộc nó cung quan lộc khá là nhiều. Rồi tiếp theo mệnh vô chính diệu chúng ta phải xét cung thiên di. Cung thiên di vũ khúc tham lang. Đấy, vũ khúc tham lang mà đi với hóa lộc thì ra ngoài là kinh doanh buôn bán là tốt, nhưng mà sau 36 tuổi thì nó triệt, nó mở ra thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà tốt hay xấu nó còn phụ thuộc vào đại vận. Đấy, vũ khúc tham lang ra ngoài khéo ăn khéo ở, khéo giao tiếp, khéo giao tế. Đào hồng hỉ mà thiên di của cô quả thì ra ngoài là mối tối nằm không. Lý do cung nô bộc là gì? Thái âm.
đi với điện kiếp, đi với sao thai. Đấy, cuối cùng là gặp trục trặc liên quan đến tình yêu, tình ái, liên quan các chị em. Cô quả ra ngoài hơi cô đơn một chút. Ra ngoài có Vũ đi với song lộc thì rất dễ kiếm tiền. Ra ngoài mà có âm dương sáng thì trụng cát lành. Đi đâu được mặt trăng mặt trời soi đường chỉ lối, thông minh nhanh nhẹn. À, tham lang thì hay được ăn, hay được nhậu, hay được hưởng thụ. Khôi Việt nó chủ về gì? À, bằng cấp nó chủ về ra ngoài được quý nhân, trưởng bối, cấp trên nâng đỡ, trợ giúp người lớn hơn tuổi. Hóa lộc tham lang đi về hóa lộc thì hay hay được ăn, hay được uống, hay được nhậu nhẹt. Tham lang đi về hồng loan ra ngoài rất đào hoa. À, quốc ấn là con dấu chức vị quyền hành, gặp triệt thì trước 36 tuổi là công danh nó chưa vượng, tốt nhưng mà vẫn chưa vượng. Lá số này làm chuyên môn, làm kỹ thuật, làm chuyên gia thì nó sẽ tốt hơn. Ngũ khúc đi với hóa lộc ở cung Thiên Di, hội cả gì lộc tồn. Làm những ngành nghề liên quan tài chính, kế toán, ngân hàng thì rất đặc cách. Ngũ khúc là sao kim hình. Đấy, và sao kim hình, đấy, quân đội, công an, cảnh sát cũng hợp với sao ngũ khúc. Tài chính, kế toán, ngân hàng, bất động sản, điền sản cũng là sao ngũ khúc. Tham lang thì liên quan đến ăn uống, vui chơi, giải trí, làm đẹp. Lá số này làm về văn hóa, nghệ thuật được. Mệnh cách gì? Khôi Việt. Có đào hồng hỷ, có thanh long, có thanh long và vũ khúc là cái sao đa tài, thế nên làm về nghệ văn hóa nghệ thuật biểu diễn được. Đó là tổ cung Thiên Di. Đấy, mệnh vô trinh diệu, cách cục của lá số này là cách cục động, con người năng động nhanh nhẹn, nó tháo vát. Nó tổ hợp cung Thiên Di của lá số này, Thiên Di nhật nguyệt giáp đôi, nhất sinh xuất ngoại nhiều nơi thế thần. Vũ khúc lại giáp cả gì, vũ khúc có khôi, có việt, có xương, có khúc chiều về, thế nên là ra ngoài nó trụng cát, gặp triệt nó cũng không xấu gì cả anh chị nhá. Tiếp theo mời anh chị vào cung quan lộc. Quan lộc thì có sao thiên phủ, thiên phủ đắc địa, ngũ hành là thuộc thổ, rất hợp với mệnh thổ của lá số này. Như vậy vượng về công danh, vượng về tài lộc của sao thiên phủ, nhưng mà có rồi, có tiền có bạc rồi rất dễ bị người khác cướp mất, đó là địa không, đó là địa kiếp, liên quan bạn bè, liên quan đất đai, hai vấn đề đấy hết sức cẩn thận. Đấy là cái thứ nhất, thiên phủ tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, liên quan tiền tài, liên quan bất động sản, liên quan kho khố, liên quan vận chuyển, liên quan logistics. Nếu làm trong quân đội, công an, cảnh sát, liên quan hậu cần, quân nhu, kho lương, kế toán, kiểm toán, vân vân. Đó sao thiên phủ. Phủ mà đắc địa thì tốt về mặt công danh, tốt về mặt tài lộc, đó sao thiên phủ. Nó cũng là đế tinh. Phi liêm cũng hay vướng vào thị phi tranh chấp liên quan tiền bạc, thiên đức phúc đức nó chỉ may mắn, thiên thọ nó cát lành, chủ với sự hưởng thụ. Tuyệt thì nên kín đáo trong cái vấn đề liên quan đến tiền tài. Kiếp sát nó chủ với tranh đấu đấu đá, đặc biệt là giáp không giáp kiếp. Thì tượng cung quan lộc này tuy tốt nhưng mà có một chút rủi ro, thế nên là có tiền thì nên kín đáo cẩn mật một chút là nó sẽ tốt hơn. Đấy là quan lộc cung này. Rồi tài bạch cung sao thiên tướng. Thiên tướng tượng là cái đầu, tượng là cây bút, làm những ngành nghề liên quan đến văn, liên quan đến giáo viên, liên quan giảng dạy, liên quan viết lách, liên quan đến luật sư, liên quan đến nhà văn, liên quan nhà báo, thì nó rất hợp với sao thiên tướng. Đào hoa những ngành nghề liên quan làm đẹp, ăn uống vui chơi giải trí, làm đẹp, cầm kỳ thi họa vân vân, kiến trúc mỹ thuật, hội họa, kiến trúc sư. Đấy, thiên tướng đi với đào hoa làm kiến trúc sư khá là hợp. Vũ khúc thì là cái sao đa tài rồi. Tha phụ phong cáo tốt, tốt về mặt công danh, tốt về mặt tài lộc. Phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, bằng cấp thì nó sẽ rất lợi về mặt tiền bạc. Thiên quan thiên phúc nó chủ về may mắn, thiếu dương thiên không, dễ được mà dễ mất. Đấy, đào hoa mà đi với phục binh thì cẩn thận bị gái lừa. Đào hoa đi mộc dục đi phục binh. Đấy, ba cái tổ hợp sau đấy, đào hoa đi mộc dục đi phục binh hết sức cẩn thận, rất dễ bị gái lừa. Để cung thiên di của tham lang hóa lộc đi với hồng loan này. Đấy, có được sự ăn chơi, có được sự hưởng thụ. Cung nô bộc lại thái âm đi với địa kiếp, kiếp nạn về đào hoa, kiếp nạn về tình yêu, tình ái vân vân, thế nên cẩn trọng vấn đề đó. Đấy, tiếp theo là gì, tài bạch là có cả thiên hình, dễ vướng vào tranh chấp thị phi kiện tụng pháp luật. Tướng rất kỵ giáp hóa kỵ, đây là có giáp hóa kỵ, thế nên là tiền bạc liên quan đến tình yêu, tình ái, liên quan đến ăn chơi là rất dễ vướng vào tranh chấp thị phi pháp luật, cuối cùng là hao tài tốn của một cách rất là vô cớ, vậy nên cẩn trọng một chút. Thế nên những cái lá số mà liên quan đến tổ hợp những cái sao đào hoa nhiều thì làm về những ngành nghề liên quan làm đẹp thì nó đỡ hơn. Kiến trúc, mỹ thuật, hội họa thì nó đối mặt thường xuyên nó sẽ tốt hơn. Còn mình không làm về cái đó thì thi thoảng sẽ gặp những cái họa liên quan đến cái đó. Liên quan tình yêu, tình ái, liên quan sự hưởng thụ vân vân. Rồi, Phúc Đức Cung. Đây, Phúc Đức Cung anh chị nhá, thân cư Phúc Đức. À, có bộ cách là binh hình tướng ấn, có bộ liêm phá. À, thế nên trong dòng họ nhiều người làm trong quân đội, công an, cảnh sát được. Liêm đi với đào hồng đi với cô quả thì xem ra trong dòng họ nhiều người tình duyên gia đạo nó hơi lỡ làng. À, tướng quân nó chủ về trong dòng họ nhiều người năng động nhanh nhẹn tháo vát. Xương khúc đi với song lộc trong dòng họ nhiều người là công danh tài lộc đầy đủ cả. Long đức nhiều người tốt tâm tốt tính. À, đầu quân thì năng lực quản lý của bản thân là số tốt, phá quân đi phá toái, cách cục là toái quân lương phá. Thế nên là số này làm trong quân đội, công an, cảnh sát hay nói đơn giản là làm trong nhà nước được. Công danh nó sẽ tốt, tài lộc nó sẽ hay, và gia đạo nó sẽ hơi lục đục một chút nhẹ thôi. Lục đục như nào tùy lá số này, tùy cái cách đào hoa của lá số này. Lá số này rõ ràng đào hoa,
và dễ gặp kiếp nạn về đào hoa. Đấy, biết mà tránh thì nó đỡ lục đục gia đạo và tốt cho bản thân. Đấy, thân cứ phúc đức phá quân, liêm chinh phá quân, thì sau này lập thân lập nghiệp ở phương xa, liêm trung, liêm chinh, quân đội, công an, cảnh sát, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, khoa học công nghệ, điện, nhiệt, lửa, ánh sáng là cái sao liêm chinh. Phá quân là quân nhân, quân đội, công an, cảnh sát. Phá quân là gì? Vận chuyển, logistics, rồi là những ngành nghề liên quan vất vả, khổ sở một chút, gian nan một chút, xây dựng, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, cầu cống, giao thông là sao phá quân. Luôn luôn khai phá những cái mới là sao phá quân. Rồi Phu Thế Cung có thất sát đi với cô quả của Lộc Tồn thì nên lập gia đình muộn một chút thì nó sẽ tốt hơn. Muộn một chút nó sẽ tốt hơn nhé. Cô quả thì có lúc vợ chồng là gì? Không hợp với nhau lắm, chăn đơn gối chiếc. Tử vi thất sát với xương khúc song lộc thì vợ đảm đang, công danh tài lộc tốt. Đấy, tử vi vợ chính trực đứng đắn đàng hoàng, thất sát khá là nóng tính, khá là bản lĩnh. Xương khúc mặt mũi sáng đẹp, lộc tồn nhanh nhẹn tháo vát đa tài đa năng. Là sao lộc tồn trọng hậu đa y thực lộc, nói chung hai vợ chồng này tiền bạc là dư giả khá giả. Chỉ có điều là khi giàu có lên rồi thì nó sẽ hơi lục đục gia đạo do vướng cô quả thất sát. Lưu Hà vợ ăn nói tốt, văn xương văn khúc ăn nói tốt, giao tiếp giao tế có tài khéo léo. Đấy là cung phu thê, lá số này mệnh cách lại yếu hơn vợ, thế nên là làm gì thì làm, nên bàn bạc với vợ thì nó sẽ tốt hơn. Mệnh vô chính diện, phu thê tử vi thất sát, tất nhiên là nó còn tùy lá số của người vợ nữa anh chị nhé. Còn cung phu thê như này chắc chắn là mạnh hơn cái gốc mệnh của lá số này rồi. Phu thê là gì? Sát phá liêm tham hội tử vũ phủ, có xương khúc này, có song lộc này, có tướng quân này, quốc ấn này, lộc tồn này, nói chung là thế cung phu thê rất là mạnh. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung tử tức. Đây tử tức cung con cái có cơ lương thiện lương thiện tính thiện lành trí tuệ khéo léo, có hoa khoa kiến thức trí tuệ danh tiếng bằng cấp nhiều, nhưng mà có tả phù bật mà là số này khá là đào hoa thì nguy cơ có con dị bảo dẫn đến là gì, cuối cùng là xung khắc cha xung khắc mẹ, có tang hổ có đà kỵ có không kiếp thì sinh nhiều có sự mất mát. Cơ lương ở đây thì không đông con nhiều cháu đâu. Đấy, đà la thì hóa kỵ thì chủ về xung khắc, đang môn bạch khổ thì con cái có cái nỗi buồn gì đó về con cái, hoặc là con cái có nỗi buồn gì đó về cha. Đấy, khốc này, hư này, tang hổ này, hao này, không kiếp là sẽ có sự mất mát. Còn con cái công danh tài lộc các thứ thì cũng khó nói, với cái tổ hợp cơ nguyệt đồng lương sáng, có khoa có quyền có tả có hữu, nhưng mà lại có không kiếp đả kỵ, thực sự khá là khó nói. Thêm sau thiên mã hội về thì sau này không gần con gần cái. Đấy, cùng tử tức là số này, thêm nữa cơ lương của anh lại thuộc mộc khắc mệnh thổ, thế nên xung khắc cha khá là nặng, con cái là ở cung dương nữa, thế nên không hợp cha cho lắm. Tiếp theo là gì, nô bộc cung. Nô bộc cung gặp triệt, đi ra ngoài gặp triệt, sau này kết giao nhiều mối quan hệ, đặc biệt là người khác giới. Thiên đồng thái âm thì nhiều bạn bè tốt, ân quang thiên quý nhiều bạn bè rất tốt với mình. Có hóa kiền thì có một chút áp lực, có một chút cạnh tranh tranh đấu đấu đá, đặc biệt khi có địa kiếp vào đây về, liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tình ái, hết sức cẩn thận. Có ân quang thì với thiên đồng cẩn thận làm ơn má quán nhé. Thai vì đi với điếu khách, đi với thái âm, nói chung là ăn chơi nên biết cầm chừng chứ không là chết dở ngay. Thai tất nhiên là giao hợp rồi, điếu khách cờ bạc xong chơi xa gần, thêm cái sao địa kiếp là nan giải. Cuối cùng là gì, thái âm cũng vẫn là hình ảnh các chị em. Thái âm đi với ân quang thì sau đó sẽ có chị em yêu mến mình, quý mến mình, giúp mình vượt qua khó khăn nguy hiểm hoạn nạn. Đấy, tổ cung nô bộc này nói chung phải cẩn thận, phải dè chừng khi địa kiếp điếu khách thai vì thái âm liên quan đến tiền và tình, và đặc biệt cái thời đại bây giờ tiền và tình là hai vấn đề khá là phức tạp, và đặc biệt đối với cái anh này mệnh cách rất đào hoa, đào hồng hỉ, đi đâu có duyên này, đi đâu hay nói hay cười này. Đấy, nô bộc thiên đồng thái âm. Rồi phụ mẫu cung. Phụ mẫu cung vô chính diệu gặp tuần, vô chính diệu gặp tuần cơ nguyệt đồng lương cự nhật sáng, như vậy bố mẹ thông minh trí tuệ khôn ngoan. Đấy, văn tinh chủ về thông minh tinh ý, thiên mã chủ về nhanh nhẹn năng động tháo vát, phượng các giải thần nọ chủ về nét sang nét quý, có quang quý có khoa quyền, như vậy là công thành danh toại. Nhưng mà lá số này sau này không ở gần bố không ở gần mẹ đâu. Đấy, vì gọi sao thiên mã tiếp theo có song hao, xem ra bố mẹ cũng phải hao tốn tiền của cho cậu này một lần nào đó. Tuế phá thiên khốc thiên hư có một chút buồn, có hỏa linh có đà có kỵ có kiếp, sẽ có sự xung khắc, tương đối xung khắc, vậy không nên ở gần nhau. Đây là cung phụ mẫu, bố mẹ rất chính trực rất đàng hoàng. Đây là cự nhật đi với thái dương, công danh tốt, nhưng mà bố mẹ cũng hay vướng vào thị phi là một, hoặc là con cái hay mắc thị phi của bố mẹ, hay hiểu lầm bố mẹ, hay khắc khẩu bố mẹ. Nên mấy cái trường hợp đấy nó có thể xảy ra như vậy. Rồi tiếp theo là gì, phụ mẫu bố mẹ rồi đến anh em huynh đệ có tứ linh sinh mộ vượng, đẻ nhiều là có thể đông anh nhiều em với tổ hợp sinh mộ vượng, nhưng mà có kình dương có địa không địa kiếp có hỏa linh, xem ra không hợp anh không hợp chị không hợp em.
Đó, tiếp theo gì có tứ linh thì anh chị em chính trực đứng đắn đàng hoàng, lực sĩ nó chủ phải công danh tốt, kình dương thì dễ thành mà dễ bại. Huynh đệ này vô chính diệu, tam phương tứ chính hội về là âm dương sáng chiếu, có quang quý, có thai tọa, sau này anh em công thành danh tọa. Chỉ có điều là cái chuyện công danh thực sự là dễ thành mà dễ bại, bởi vì cái tổ hợp không kiếp hỏa linh đi với kình, có bộ tứ linh tốt, có sinh mộ vượng hay, có âm dương sáng thì rất thích hợp với những cung vô chính diệu, nhưng mà hơi tiếp sát tinh nó hội về quá là nhiều, thế nên rủi ro nó khá là cao. Và khi sát tinh nó hội về nhiều thì có sự mất mát, mất anh mất em. Sinh mộ vượng thì nó chủ về đông, nhưng mà khi sát tinh thì nó hội về thì nó chủ về mất mát, thế nên nó thành vừa phải và thậm chí là ít. Đấy là huynh đệ cung này. Tiếp theo, huynh đệ cung vô chính diệu đối diện là thiên đồng thái âm, như vậy là chị em gái nhiều hơn anh em trai. Nếu mà sinh nhiều, thái âm nó chủ về âm, nó chủ về những người con gái, và nói chung cũng không hợp với chị em gái luôn. Thái âm lại đi với địa kiếp, thái âm đi với địa kiếp, đấy là cung huynh đệ này. Tiếp theo, tật ách cung. Tật ách có sinh mộ vượng thì cơ bản là bộ sao giải hung, giải tai, giải họa, bệnh tốt, nhưng mà khi có sát tinh thì có những cái bệnh mãn tính lâu ngày không khỏi. Bệnh tật mà có cự môn thì mụn nhọt, đặc biệt đi với hỏa linh, mụn nhọt nắng trong, nóng trong. Cự môn là thủy là nước, hỏa linh là gì? Nước sôi. Là điện là lửa, cẩn thận nước sôi lửa bỏng. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai song hao, dạ dày tiêu hóa đại tràng. Cái thứ ba thái dương, bệnh gen di truyền từ cha. Thái dương gen di truyền từ ông, từ cha, từ chú. Dương đi với hỏa linh. Đấy. Dễ căng thẳng thần kinh, áp lực stress, mệt mỏi, đau đầu, hệ tim mạch, huyết áp nó hơi được kém. Đấy dương đi với hỏa linh. Và cẩn thận điện, nhiệt, lửa, ánh sáng, năng lượng. Điện, nhiệt, lửa, ánh sáng nhá, những cái đấy có thể gây nguy hại cho mình. Hỏa linh không chiếu về, song hao dạ dày tiêu hóa đại tràng. Có tam thai tốt này, có thiên giải thì hay, có quang quý thì Phật độ chờ che. Gặp bệnh là có thể có thuốc, nhưng mà cẩn thận những cái vấn đề đó. Cũng may mệnh cách có khôi Việt, có thanh long, tổ hợp sao cát lành, may mắn ở mệnh. Sau này làm gì thì làm, hạn chế cân bằng cuộc sống để cho đầu óc nó bớt căng thẳng thôi. Dương đi với hỏa linh, dương là hệ thần kinh, dương là ông là cha, bệnh gen di truyền từ cha. Đi với hỏa linh là rất dễ mắc những cái bệnh liên quan mụn nhọt, liên quan nóng trong, bốc từ trong, bốc từ trong ra, dễ căng thẳng áp lực, dẫn đến đau đầu, suy nhược, mất ăn mất ngủ. Đấy dương đi với hỏa linh. Rồi điền trạch cung có tả phủ ngũ bật, thường là có từ hai ngôi nhà trở lên, có hóa khoa nhà nhiều bằng cấp, có địa có tứ linh, nhà cửa rất đẹp, khang trang lộng lẫy, tấu thư nhà nhiều văn bằng giấy tờ, sinh mộ vượng nhà to. Nhưng mà có địa không, có kình dương đà la hóa kỵ hỏa linh thì sau này sẽ khá là đau đầu về nhà đất cửa đất đai. Cơ lương là cái sao chủ về tư duy suy nghĩ, cơ đi với kỵ, đi với kình đà hỏa linh, sau này sẽ khá là đau đầu. Không phải là do ít nhà, có thể là do giao dịch đất đai bị người ta lừa, có thể là phân chia thừa kế tài sản nó không hợp lý dẫn đến đau đầu căng thẳng. Vậy nên là từ đời ông, đời cha và đời con của bạn này thì nói chung nó nên rõ ràng rành mạch. Đó là cái cung điện trạch của lá số này. Bạch hổ tang môn, trong nhà nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện thị phi xảy ra, đối diện của nó đà la hóa kỵ mà lại có địa không, hỏa linh, kình đà. Vậy nên cẩn trọng cung điện trạch đất đai này. Cẩn thận cung điền trạch đất đai này. Tiếp theo thì mời anh chị vào các đại vận. Đại vận đầu tiên 6 tới 15 tuổi, đại vận này khôi Việt đào nghỉ thai phụ phong cáo thanh long tam minh hiển đạt, nói chung cát lợi, mặt công danh và sức khỏe mọi thứ đều may mắn. Đặc biệt là cung phụ mẫu khá là ổn, khá ổn thôi, ổn là ổn, là bố mẹ còn vẫn là xung khắc với lá số này. Đấy, đại vận đầu tiên khôi Việt mà bằng cấp học hành văn chương thi cử vân vân, khôi là khôi ngu, thiên hỷ niềm vui, thai phụ phong cáo, bằng cấp thanh long, may mắn cát lành. Đại vận thứ hai sức khỏe kém hơn một chút rồi, nhưng mà may mắn là khi con người ta nó trưởng thành thì sức khỏe nó tăng lên. Đại vận thì kém hơn về mặt sức khỏe, đó là song hao, đó là hỏa linh, đó là kiếp đà kỵ. Học hành cũng kém hơn, sa sút hơn. Cự mộ họa dương đi với hỏa linh gặp cái đại vận này thì nói chung bố mẹ cũng áp lực, cũng căng thẳng, bản thân là số học hành cũng căng thẳng, thêm nữa nó sẽ không được như ý, dù là có khoa quyền, có quang quý, có thai tọa âm dương sáng, nhưng mà khoa lại gặp kỵ, gặp đà, dương thì là gặp hỏa linh. Đó, nói chung sát tinh hội về khá là nhiều, thế nên là học hành có thông minh thật, nhưng mà học hành nó không được như ý trong đại vận này. Không như ý, không như ý là so với bạn này anh chị nhá, chứ không phải là không như ý là học dốt học nát đâu, mà là không như ý so với bạn này. Ví dụ thành bạn ấy muốn đặt ra một cái thành tích rất cao, nhưng mà nó gần tới, đấy gọi là không như ý. Rồi 26 đến 35 tốt về mặt công danh, tốt về mặt gia đạo, hơi tốt về mặt công danh, tốt về mặt tiền tài, nhưng hơi bất lợi một chút về mặt gia đạo. Vậy nên phu thê cô quả, đại vận 26 35 có phá quân cô quả. Phu thê sát với lộc tồn cô quả, thế nên lập gia đình muộn một chút. Muộn là gì? Khoảng 30 cộng trừ 1 2 đi.
khoảng 30, liêm trinh đi xương khúc tốt về mặt công danh, hãm địa gặp tuần sáng lên. Thêm nữa là có gì, có song lộc chiếu về thì nó cát lợi, tại vận này phá quân đi với đào hoa, đi với phục binh, đi với tiên hình, đi với mộc dục, cẩn thận bị lừa tình lừa tiền nhé. Tiếp theo đại vận 36 thì là cái đại vận hết sức về cẩn thận này, nổi tiếng về tai tiếng, đó là khoa, đó là kỵ, đó là gì, đó là tứ linh, đi với tả phủ bạch. Đại vận này 50-50, dễ thành mà dễ bại, sát tinh hội về quá nhiều, địa không hỏa linh, kình dương đà la hóa kỵ. Đại vận này là tính toán, là dễ gặp sai lầm, cơ lương đi với đà kỵ hỏa linh. Đó, đại vận này có danh, có tuổi, có tên, có tuổi, có danh, nhưng mà cũng có tai tiếng thị phi. Thái dương chủ quan lộc tinh mà, thái dương chủ về công danh, chủ về danh tiếng, là ánh sáng, quang minh, hiển đạt. Hóa khoa là danh tiếng, nhưng mà đi với đà la hóa kỵ thì dễ vướng vào thị phi. Và quan trọng nhất là trong cái đại vận này, nó liên quan đất đai, liên quan nhà ở, liên quan môi trường làm việc, là dễ vướng vào tranh chấp thị phi, hiểu lầm, tiểu nhân nói xấu sau lưng, ném đá dâu tay, vân vân, đủ các trò xấu xảy ra trong cái đại vận này. Được cái cát cát tinh và hung tinh đi đôi lẫn nhau thì nói chung sóng gió nhiều nhưng cũng sẽ vượt qua. Đấy là cái đại vận 36-45 liên quan đất đai, mọi thứ nên rõ ràng rành mạch. Mất lòng trước được lòng sau chính là cái đại vận này, nếu không thì rắc rối nó sẽ xảy ra về sau khá là mệt mỏi nhé. Còn đại vận 46-55 rất lợi về mặt công danh, rất lợi về mặt tài lộc, nhưng không nên chủ quan về mặt tài lộc. Đại vận là đại vận thiên phong, phủ phùng thiên không thì nói chung là cũng phải nên chú ý cẩn trọng. Tốt thì rất tốt, đó là thiên phủ đắc địa, ngộ lộc tồn ở cung phu thê chiếu về. Nhưng mà dính vào chữ thiên không, thiên hình phục binh. Đấy, lại có hình diêu phục đào mộc dục, nói chung liên quan đến các chị em và liên quan kinh tế trong cái đại vận này cẩn thận. Tốt thì vẫn tất rất tốt, nhiều vẫn rất nhiều, nhưng mà dễ trắng tay, vậy nên cẩn trọng. Còn đại vận 56 đến 65 thì rất xấu. Rất xấu, đầu tiên là thiên đồng là phúc tinh, đi với ân quang thiên quý là may mắn, nhưng mà gặp địa kiếp là phúc nó giảm rồi trong cái đại vận này. Tiếp theo thái âm là gì? Ăn chơi hưởng lạc, tình yêu tình ái vân vân, nhưng mà gặp địa kiếp là gặp kiếp nạn rồi. Hóa quyền là gì? Hóa quyền là công danh, chức vị, quyền hành. Gặp địa kiếp là cũng gian nan rồi, thế nên 56 đến 65 làm những cái việc gì nó an toàn một chút thôi. Thiên mã ở đây ngũ hành thuộc kim, cũng ở cái thế sinh xuất mệnh thổ. Đấy, vận thiên đồng thái âm gặp địa kiếp, gặp điếu khách thai, thêm nữa là có kình, có đà, có kỵ, có khốc, có hư. Sát tinh bại tinh hội về khá nhiều, vậy 56 nên cẩn trọng. 56 nên cẩn trọng. 66 thì lại tốt, 66 lại tốt, vũ khúc tham lang, giáp âm dương sáng, có khôi, có việt, có lộc. Có xương, có khúc, có song lộc, 66 thì lại tốt nhưng mà hơi hơi có tuổi. Nói chung là vận 56 hết sức cẩn thận. Cái vận 36 cũng cần nên cẩn thận. Tiếp theo là 2023 bạn này năm Quý Mão 26 tuổi đây. Lưu hóa kỵ vào ngay cung Thiên Di mà gặp hồng loan, gặp hóa lộc, ra ngoài ăn uống vui chơi giải trí cẩn thận. Năm nay là kiểu gì vướng vào thị phi, hao tài tốn của, rắc rối không biết đâu một lần, do tình yêu, do ăn chơi mà sinh ra. Rồi lưu tuế, lưu khốc, lưu hư động vào cung tài bạch, có đào hoa, phục binh, mục dục, tiên hình, vẫn là cái chuyện liên quan đến tiền và tình, rất dễ bị lừa. Lưu mã lưu tang vào cung phu thê, lưu mã lưu tang vào cung phu thê có cô quả, năm nay là dễ lập gia đình nhưng mà hơi khó, hơi trục trặc một chút, nhưng mà nếu quyết tâm là vẫn được, tại vì cát tinh hội về nhiều. Đấy, lấy vợ xong lại phải xa vợ, đó lưu mã lưu tang lưu hổ. Đấy, hoặc là gặp vợ ở phương xa. Tiếp theo lưu lộc tồn của cung nô bộc lại gặp địa kiếp, nói chung năm này đúng là có hiện tượng mất tiền rồi. Lộc tồn lại gặp địa kiếp của cung nô có thái âm. Lưu tuế lưu khốc lưu hư kích kích hoạt cung tài bạch, có đào hoa, có phục binh, có mục dục tiên hình. Đấy, lưu kình dương cung thiên di lại có cả lưu hóa kỵ, gặp tham lang, gặp hóa lộc, nói chung tiền và tình năm nay rất xấu. Đấy là nên cẩn trọng vấn đề đấy. Có tiếp theo xấu hay đẹp mà thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất ở cái tiếp theo một cái nữa này. Lưu đà la và cung quan lộc có sao thiên phủ. Đấy, thiên phủ là tiền tài, đà la là thị phi, nói chung rắc rối thị phi mệt mỏi liên quan tiền bạc, công việc năm nay hơi cản trở, hơi trì trệ. Còn tốt hay xấu thực sự nó sẽ ở tiểu hạn và ở cung 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 lưu niên 26 tuổi. Tiểu hạn năm mão vào cung phu thê, động vào cung phu thê rất dễ lập gia đình. Cả thứ nhất, nếu mà lập rồi thì rất dễ phải xa nhau, cô quả đi với tang hổ. Đấy, tiểu hạn năm nay có tử sát, có xương khúc, có song lộc thì về cơ bản tốt về mặt công danh, tốt về mặt tài lộc, tất cả những cái nó động lên nó chỉ là can qua thôi, nó chỉ là thoáng qua thôi, sóng gió nó vượt qua là nó sẽ lên. Tiểu hạn năm mão tử sát đi với xương khúc, đi với song lộc, nói chung rất cát, cuối cùng vẫn là cát anh chị nhá. Còn những cái mà tôi nói ở phần trước là sẽ có những cái nó xảy ra và cuối cùng nó vẫn là cát. Tiếp theo lưu niên 26 tuổi và liêm trinh phá quân. Phá quân có tượng hao tài tốn của, phá quân thì có hiện tượng là gia đạo hơi lục đục, còn liêm đi với xương khúc, đi với song lộc, nó vẫn là cát lợi về mặt công danh. Nói chung năm nay cát lợi về mặt công danh, cát lợi về mặt tài lộc, nhưng mà trước khi cát lợi sẽ có một số vấn đề xảy ra liên quan tình và tiền, nó hơi xấu một chút. Đó là tổng hợp chính của năm nay. Về cơ bản đại vận này là tốt này,
tiểu hạn năm nay, lưu niên năm nay tốt, thế nên tượng năm nay là tốt. Bây giờ đến các cái tháng xấu cần chú ý nhé. Tháng X vào đây cho nó dễ dễ nhìn. X vào đây, đây tháng 1 đây, tháng 1 xấu này. Tháng 1 họa liên quan đến tình và ái, đấy, làm ơn mắc oán nên cẩn thận. Tháng 2 thì tốt. Tháng 3 thì hơi căng thẳng nhưng không xấu. Tháng 4 nên chú ý tình và tiền. Tháng 5 tên tuổi danh tiếng dễ vướng vào thị phi. Tháng 5 nên chú ý. Tháng 6 thì ổn. Tháng 7 sát tinh hội về quá nhiều nên chú ý. Tháng 7 chú ý công danh, tài lộc, yêu đương, trai gái. Tháng 8 tốt, khôi việt đào nghỉ quý nhân trợ giúp may mắn. Đấy. Tháng 9 nhiều sát tinh hội về nên cẩn trọng. Tháng 9 dễ hao tài tụt của. Tháng 10 ok, tháng 11 nên cẩn trọng. Ở tháng 12 tốt, chú ý tháng 1, 4, 5, 7, 9 là những cái tháng có thể mất tiền oan, hao tài tốn của, thị phi rắc rối. Đó, rồi xin chào.